Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng với các bạn mục sở thị máy sấy quần áo series 6 của Bosch. Nhìn bề ngoài thì máy được thiết kế rất là hiện đại và màu sắc cái trang nhã với màu chủ đạo toàn bộ là màu trắng. Phần cửa được thiết kế bằng kính nhìn trong suốt, bạn có thể nhìn xuyên thấu được ở phía bên trong hoạt động của máy sấy. Phần trục tròn ở giữa bạn có thể điều chỉnh để lựa chọn chế độ sấy quần áo và màn hình LED bên cạnh sẽ thể hiện các cái chương trình mà bạn đã lựa chọn về thời gian, về chương trình, về tình trạng của chương trình. Khung cửa hình tròn có một phần nhựa trắng và một phần là nhựa trắng trong. Bạn có thể dễ dàng để mở cửa ra, nghe tiếng mở rất là êm và cửa thì rất là chắc chắn. Phía toàn bộ bên trong là inox không gỉ. Bạn có thể nhìn thấy là một phần rất là sáng bóng và thiết kế rất là cầu kỳ ở phía bên trong này để không làm mà ảnh hưởng đến chất lượng của quần áo trong quá trình sấy. Mọi thông tin chi tiết sâu hơn về kỹ thuật và các thông số kỹ thuật của máy mình sẽ ghi ở chi tiết bên dưới và các bạn có thể tham khảo. Clip được thực hiện bởi Trơn Trà Hàng Sách Tay Đức, hàng nhập khẩu Đức. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của Đức, xin mời các bạn liên hệ Facebook Trơn Trà Hàng Sách Tay Đức, hàng nhập khẩu Đức, hoặc vào website đức-việt.com dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem.